Đài khí tượng Thủy văn Nam Trung Bộ cảnh báo lũ trên sông Cái, Nha Trang tiếp tục lên và đạt đỉnh trong hôm nay. Nhưng vào tối qua, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về làm ngập nhiều tuyến đường ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chưa đầy nửa tiếng sau, nước ngập khu vực các xã xung quanh từ nửa mét đến một mét, nhiều tuyến đường nội bộ tê liệt. Khoảng 20 giờ 30 phút, nước lũ lên nhanh từ 20 đến 30 cm, khiến toàn bộ khu vực bị ngập. Trước tình hình mưa lớn đang diễn biến phức tạp, tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với thiên tai. Ngoài việc nâng cấp cảnh báo rủi ro do mưa lớn, lốc sét lên mức 2, theo dõi sát diễn biến tình hình mưa lũ, sạt lở, tỉnh cũng yêu cầu chủ động cắt lũ vùng hạ du, ứng phó với sạt lở ở miền núi. Đợt mưa lớn lần này diễn biến khá nhanh, do đó mực nước trên sông Hương và sông Bầu nhanh chóng đạt trên và dưới báo động 3. Tỉnh chủ động vận hành các hồ thủy điện, thủy lợi nhịp nhàng, góp phần cắt được đỉnh lũ. Hiện nay đỉnh lũ trên sông Hương có xu hướng đi xuống, tuy nhiên lũ trên sông Bồ đang lên và diễn biến phức tạp. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay đối với Thừa Thiên Huế là nguy cơ sạt lở ở các khu vực sườn đồi, núi đang ở mức cảnh báo cao. Tỉnh chỉ đạo các lực lượng liên quan tiếp tục rà soát di dời người dân ở vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai đánh giá cao công tác chủ động điều tiết nước, các hồ chứa trước đợt mưa lớn này của tỉnh Thừa Thiên Huế. Kịp thời thông tin cho người dân về diễn biến tình hình mưa lũ, chủ động cho học sinh nghỉ học, giúp người dân chủ động ứng phó với tình trạng ngập lụt trên diện rộng. Tuy nhiên, tỉnh cần điều hành linh hoạt, phát huy hơn nữa vai trò cắt lũ của hồ thủy lợi Tả Trạch để giảm lượng nước đổ về vùng hạ du trên sông Hương hiện nay. Trong bối cảnh những ngày qua đã liên tiếp có mưa lớn kéo dài, hầu hết các hồ chứa cơ bản đã đầy nước, đất bảo quà nước nên nguy cơ cao tiếp tục xảy ra ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là sạt lở đất lũ quét tại khu vực miền núi Sườn Dốc. Chiều qua, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu các bộ ngành liên quan tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo, huy động lực lượng tổ chức rà soát, kịp thời phát hiện, chủ động sơ tán, di dời ngay người và phương tiện ở những khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn. Tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm đối với các hộ dân có nguy cơ thiếu đói, nhất là những hộ dân buộc phải sơ tán do ngập lụt, sạt lở, các hộ dân ở khu vực bị ngập sâu chia cắt, không để người dân bị đói, rét, không có chỗ ở. Các tỉnh thành căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, quyết định việc cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn, chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục tại các khu vực xảy ra ngập lụt.